Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề về hôn nhân. Đấy chính là cách để người chồng, người vợ của các bạn luôn bảo vệ bạn và coi bạn là nhất. Các bạn ạ, có rất là nhiều bạn khi bước đến hôn nhân ấy đau khổ, tổn thương bởi vì mình không được đối phương bảo vệ, không được đối phương coi mình là quan trọng, mà thậm chí đôi khi người ta coi mẹ người ta, coi gia đình người ta, coi anh em người ta hơn mình. Vậy thì làm thế nào để bạn được ưu tiên trong cuộc đời của họ, bạn mới là người quan trọng nhất? Thì hôm nay mình sẽ bật mí với các bạn những cái bí quyết để các bạn sẽ là nhất trong mắt người chồng hoặc người vợ của các bạn nhé. Đừng gây mâu thuẫn với mẹ của họ các bạn ạ. Đừng thể hiện thái độ hay là đừng có làm cho mẹ của vợ hoặc chồng của các bạn không vui vì các bạn. Bởi vì các bạn biết không, chỉ cần các bạn mâu thuẫn với họ thôi ấy, thì bất kể bạn đúng hay là sai, người chồng hoặc người vợ của bạn sẽ đứng về phía mẹ của họ, chứ họ không đứng về phía các bạn đâu. Vậy làm sao để họ đứng về phía các bạn? Đấy là như này, mình bật mí cho các bạn cái bí quyết này. Có mâu thuẫn hoặc không hài lòng gì với mẹ của người ấy hoặc là gia đình của người ấy, mình đừng thể hiện thái độ trước mặt họ nhá. Trước mặt họ mình vẫn thể hiện mình là một con dâu hoặc con rể ngoan ngoãn, biết điều, hiểu chuyện, biết lý lẽ, biết trên dưới. Còn sau đấy, khi các bạn về nhà rồi, các bạn nói chuyện với chồng, với vợ của các bạn, nói rằng mẹ nói anh như thế hoặc mẹ nói em như thế không tôn trọng mình gì cả, đúng không? Mình bị tổn thương, mình cảm thấy mình bức xúc. Thế nhưng các bạn bức xúc, các bạn không thể hiện trước mặt gia đình của người ta mà các bạn nói với chồng, với vợ của các bạn, thì các bạn biết điều gì không? Bằng cái cách này ấy, chồng, vợ của các bạn sẽ đứng về phe các bạn, đứng về phe các bạn để mà bảo vệ bạn, bất bình thay các bạn và thậm chí đi cãi nhau hộ các bạn. Ví dụ mẹ người ta làm các bạn bị tổn thương, người ta sẽ đến người ta nói mẹ người ta. Người ta mà cãi mẹ người ta thì người ta thấy bình thường. Thế nhưng bạn mà tỏ thái độ với mẹ người ta, bạn mà cãi mẹ người ta thì không cần biết bạn đúng hay sai, người ta sẽ bảo vệ mẹ người ta. Đó là cái nghệ thuật của việc lôi kéo họ về cùng phía với các bạn, người ta sẽ đứng về phía các bạn. Còn nếu như các bạn mà tỏ thái độ với gia đình của người ta, thứ nhất là mất mặt họ, mất mặt gia đình của họ, rồi gia đình của họ lại nghĩ rằng ồ, con dâu con rể không ra gì, thì cuối cùng dù bạn đúng hay là bạn sai, bạn là hậu bối, người ta vẫn không coi bạn là đúng và người ta sẽ đứng về phía gia đình của họ. Đấy, thế cho nên cái cách của Toàn nó sẽ khiến cho các bạn được người chồng, người vợ của mình đứng về phía mình nhá. Nhớ cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch trong hôn nhân này. Dù mẹ anh ấy hoặc gia đình ấy có làm gì khiến cho mình không hài lòng, đừng thể hiện trước mặt họ. Nhớ nói cái ấm ức của mình, nói cái bức xúc của mình với chồng, với vợ của mình để họ đi chiến đấu cho mình. Thì đấy là nghệ thuật. Bằng cái cách này họ luôn luôn đứng về phía các bạn, họ luôn luôn muốn bảo vệ các bạn. Thậm chí phải cãi nhau với mẹ người ta, cãi nhau với bố người ta để bảo vệ bạn, người ta cũng làm. Thế cho nên trước mặt gia đình của đối phương, trước mặt mẹ của đối phương, nhất định phải biết trên biết dưới, biết ứng xử nha các bạn nhé. Còn cái việc cãi nhau, còn cái việc bất bình, hãy để người chồng, người vợ của bạn ra tay thay các bạn. Thì bằng cách đấy bạn luôn được ưu tiên, bạn luôn được yêu nhiều nhất, bạn luôn được bảo vệ. Điều số 2 trong hôn nhân mà các bạn nhất định phải nhớ là khi các bạn tức giận, các bạn đừng nói những câu tổn thương. Mình biết khi mà các bạn ấm ức thì các bạn hay nói là tôi yêu bố mẹ của tôi hơn, bố mẹ tôi mới là quan trọng nhất, bố mẹ thì không bỏ được, còn chồng còn vợ thì có thể thay đổi được ngay. Chắc là khi các bạn nghe câu này các bạn buồn lắm đúng không? Các bạn đau lòng lắm đúng không? Chắc chắn rồi đúng không? Nhưng cái gì cũng có lý do của nó cả. Đôi khi người ta nói câu đấy không phải vì người ta thực sự không coi bạn là quan trọng, không phải vì thực sự người ta coi bố mẹ người ta quan trọng hơn đâu, mà đơn giản là vì các bạn chọc tức người ta. Đó, các bạn làm mất thể diện của người ta hoặc mất thể diện gia đình của người ta chẳng hạn, hoặc các bạn tỏ thái độ không hay với mẹ của người ta, với gia đình của người ta chẳng hạn, đúng không? Các bạn sẽ nói ô, người ta sai thì tôi phải được phép tỏ thái độ chứ. Nhưng các bạn ơi, mình đã nói rồi ở phần đầu, cái cách đấy nó không thông minh, đúng không? Thì đấy là nghệ thuật của chúng ta. Chúng ta biết cách ứng xử, người kia người ta sẽ biết cách để bảo vệ mình. Chứ còn bây giờ các bạn đối đầu với gia đình của người ta, tức là các bạn đối đầu với người ta chứ còn gì nữa, đúng không? Đối đầu với mẹ người ta hoặc đối đầu với bố người ta thì
đương nhiên người ta phải xù lông lên để người ta chiến đấu với các bạn rồi. Còn cái cách ở số 1 mà toàn chỉ cho các bạn, đấy là cách kéo người ta về phía mình, đúng không nào? Cho nên trong tình yêu ấy, nguyên tắc chúng ta phải nói với nhau là gì? Đừng dùng những lời lẽ tổn thương để nói với đối phương. Đừng nói rằng bố mẹ tôi mà quan trọng, anh không quan trọng. Tôi có thể sống thiếu anh nhưng không thể sống thiếu bố mẹ tôi được. Hoặc ngược lại, chàng trai không nên nói như thế các bạn nhá. Những cái câu tổn thương các bạn nói khi tức giận ấy, các bạn nghĩ rằng mình tức mình nói thôi, nhưng mà nó sẽ gây ra một cái ấn tượng mãi mãi trong lòng đối phương, người ta bị tổn thương và từ đấy người ta sẽ không còn yêu các bạn nữa. Đấy, tình yêu nó chỉ chết vì một câu nói thôi. Nó có thể thăng hoa vì một câu nói và nó cũng chỉ chết vì một câu nói thôi. Cho nên những lúc tức giận, đừng cố làm đau đối phương bằng những câu nói như thế này các bạn nhá. Cứ cho là trong lòng các bạn nghĩ rằng mẹ các bạn, bố các bạn là quan trọng hơn đối phương. Đừng nói, đừng cố nói ra để làm tổn thương đối phương. Và mình biết có rất nhiều bạn trong lòng không hề nghĩ thế, nhưng mà tức quá cứ phải nói để làm đau đối phương cơ. Thì cuối cùng các bạn nói như vậy, các bạn vẫn còn yêu, nhưng người ta thì không còn yêu mình nữa. Cho nên đừng bao giờ trong hôn nhân nói với nhau những cái câu đau lòng như thế nhá. Câu nói hay mình chẳng mất gì mà đời mình sướng, mình được yêu, tội gì mà dùng những cái câu như vậy để đau lòng, đúng không nào? Điều số 3, trong hôn nhân nhất định các bạn phải nhớ à, người chồng, người vợ của các bạn là đồng minh của các bạn, chứ họ không phải là đối thủ của các bạn. Cho nên đừng có vì gia đình của anh ấy có một ai đấy làm các bạn không hài lòng, xong các bạn tỏ thái độ, các bạn rất tức giận, xong rồi các bạn trút hết lên đầu người chồng, người vợ của mình. Đừng các bạn ơi. Cái việc mà có thể ai đó trong gia đình người ta mà làm cái gì đó không vừa ý bạn, nó là chuyện rất bình thường. Và cặp đôi nào cũng phải đối mặt với những vấn đề như thế cả, chứ chẳng có ai là người hoàn hảo hết, đúng không? Cho nên việc của chúng ta là chia sẻ với người chồng, người vợ của mình, để xem người chồng, người vợ của mình có thể bảo vệ mình đến đâu. Chứ không phải là ồ mình tức quá xong rồi về mình chửi, mình mắng chồng, mắng vợ của mình luôn. Ồ, thì họ có phải là đối thủ của bạn đâu, mà họ có sai đâu. Cũng cứ coi như là người nhà của họ sai với bạn, bạn người ta không... Chứ người ta có sai với các bạn đâu mà các bạn tỏ thái độ với họ như thế, đúng không? Thì thành ra là họ ở đây vô tội mà chịu đựng cái sự tức giận của các bạn. Thế là họ xù lông lên, họ lựa chọn là đối thủ của bạn và cãi nhau thôi, cãi nhau to, đúng không nào? Xong sau đấy các bạn nhận ra là ồ, cái việc mâu thuẫn với người nhà kia nó cũng chẳng là gì đâu, cuối cùng mối quan hệ hôn nhân của mình bị tan vỡ đó. Nên khi mình bị ấm ức, khi mình không hài lòng với một ứng xử của anh ấy, mình nói dựa trên cơ sở là mình biết rằng anh ấy hoặc cô ấy là đồng minh của mình, người ta đứng về phía mình để mình ứng xử. Chứ đừng có trút hết nỗi tức giận lên họ, giận cá chém thớt là các bạn hủy hoại luôn cả cái cuộc hôn nhân của mình đấy các bạn nhá. Và đó là ba cái nguyên tắc để được đối phương của các bạn yêu thương các bạn, duy trì tình yêu sau hôn nhân và sẽ được người ấy bảo vệ, coi bạn là quan trọng nhất, coi bạn là ưu tiên nhá. Khéo léo thì chắc chắn là các bạn sẽ được yêu rất nhiều. Và đó là những bí quyết trong ngày hôm nay. Nếu như các bạn còn những cái băn khoăn gì đó trong hôn nhân thì đừng quên để lại comment cho mình. Mình sẽ làm những video tiếp theo để chia sẻ với các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó. Nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.